Minh được Tử Vi rất là vui khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hít hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số, trúng thưởng, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, cần tuyệt đối chú ý kẻo đại họa giáng xuống. Tiền bạc đội nón ra đi, dỡ nợ trắng tay, đúng trong 4 tháng cuối năm 2024. Thưa quý vị, trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những dự đoán chi tiết về vận mệnh của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong 4 tháng cuối năm 2024. Đây là thời điểm mà bất kỳ ai cũng phải chú ý đến, bởi không chỉ có những cơ hội quan trọng mà còn chứa đựng nhiều thử thách. Với bản mệnh tuổi Tân Sửu, 4 tháng cuối năm này sẽ là thời điểm đặc biệt cần được lưu ý, vì nó không chỉ quyết định sự thành bại của cả năm mà còn có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của năm tiếp theo. Bạn đã bao giờ cảm thấy rằng mình đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng của cuộc đời, rằng mỗi quyết định đưa ra không chỉ tác động đến hiện tại mà còn ảnh hưởng đến cả tương lai lâu dài? Trong những tháng cuối năm, tuổi Tân Sửu sẽ đối diện với nhiều thay đổi trong cả sự nghiệp, tài chính và tình duyên. Những biến động này có thể mang lại nhiều cơ hội lớn, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi sự tỉnh táo, khéo léo và thận trọng để tránh những sai lầm đáng tiếc. Đó chính là lý do mà chúng ta sẽ cùng phân tích, dự đoán vận mệnh của bản mệnh Tân Sửu trong các phương diện cụ thể của cuộc sống. Có thể nói, những tháng cuối năm này giống như một chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa cho một tương lai thành công. Nhưng để mở đúng cửa, bản mệnh cần phải hiểu rõ về tình hình vận mệnh của mình. Đây không chỉ là cơ hội để phát triển sự nghiệp, tích lũy tài chính, mà còn là thời điểm vàng để củng cố mối quan hệ gia đình, xây dựng một cuộc sống hài hòa và viên mãn. Nhưng đồng thời, những thử thách về sức khỏe và những quyết định quan trọng liên quan đến sự nghiệp đầu tư cũng cần được xem xét một cách kỹ lưỡng. Trong thời điểm này, sự khởi sắc của vận trình sự nghiệp không chỉ là cơ hội để thăng tiến, mà còn là thách thức để bản mệnh chứng tỏ khả năng lãnh đạo và điều hành. Những dấu hiệu tích cực trong công việc sẽ mở ra nhiều cơ hội kinh doanh, đầu tư. Tuy nhiên, liệu rằng bản mệnh có thể tận dụng hết những cơ hội này hay không phụ thuộc rất nhiều vào khả năng phán đoán và quyết định sáng suốt của mình. Bên cạnh đó, tình duyên và sức khỏe cũng sẽ có những biến động đáng chú ý trong giai đoạn này. Gia đạo có thể trở thành điểm tựa vững chắc cho bản mệnh vượt qua những khó khăn trong công việc, nhưng cũng đừng quên rằng sức khỏe là nền tảng quan trọng nhất để duy trì mọi thành công. Khi sự nghiệp phát triển nhanh chóng, áp lực cũng tăng cao, điều này có thể ảnh hưởng đến cả thể chất và tinh thần của bản mệnh. Với tất cả những yếu tố này, tuổi Tân Sửu cần nhận thức rõ tầm quan trọng của việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Thành công không chỉ đến từ những quyết định lớn trong công việc, mà còn từ cách bạn quản lý cảm xúc, giữ gìn sức khỏe và chăm lo cho gia đình. 4 tháng cuối năm là cơ hội để bản mệnh không chỉ vượt qua những khó khăn mà còn tạo đà cho sự thịnh vượng thành công trong tương lai. Vậy, vận mệnh của tuổi Tân Sửu sẽ ra sao trong 4 tháng cuối năm 2024? Làm sao để tận dụng những cơ hội tốt và tránh xa những nguy cơ rủi ro? Hãy cùng theo dõi video để tìm hiểu sâu hơn về từng khía cạnh cụ thể trong sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của bản mệnh nhé! Video hôm nay sẽ cung cấp những lời khuyên hữu ích giúp bản mệnh nắm bắt cơ hội, hóa giải vận hạn và tạo nền tảng vững chắc cho sự thành công trong năm mới sắp tới. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Chấn động, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 cần tuyệt đối chú ý kẻo đại họa giáng xuống, tiền bạc đội nón ra đi,
dỡ nợ trắng tay trong 4 tháng cuối năm 2024. Thưa quý vị, trong 4 tháng cuối năm 2024, bản mệnh tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 sẽ trải qua nhiều biến động trong cuộc sống. Những thay đổi này có thể mang đến cả cơ hội và thách thức. Điều quan trọng là bản mệnh cần phải biết cách tận dụng những thời điểm thuận lợi và khéo léo vượt qua những khó khăn để có được thành công viên mãn. Mỗi tháng trong giai đoạn này đều mang một đặc điểm riêng, ảnh hưởng đến sự nghiệp, tài chính, tình duyên và sức khỏe. Hãy cùng đi sâu phân tích vận mệnh của bản mệnh trong từng tháng, từ tháng 9 đến tháng 12 để có cái nhìn toàn diện nhất. Tháng 9 năm 2024, khởi sắc trong sự nghiệp, nhưng cần tỉnh táo trong các quyết định lớn. Tháng 9 là thời điểm khởi đầu cho giai đoạn biến động tích cực trong sự nghiệp của bản mệnh Tân Sửu. Đây là thời điểm vận trình sự nghiệp bắt đầu có những dấu hiệu khởi sắc. Nếu trong những tháng trước đó, công việc của bạn gặp phải nhiều khó khăn và chưa tìm được hướng đi rõ ràng, thì trong tháng này, các cơ hội mới sẽ dần xuất hiện. Các dự án quan trọng, những đối tác tiềm năng hoặc những công việc còn đang dang dở sẽ có khả năng hoàn thành và mang lại kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải đặc biệt lưu ý về tính tỉnh táo trong các quyết định lớn khi các cơ hội liên tiếp đến. Điều quan trọng là không nên vội vàng, Tân Sửu cần xem xét kỹ lưỡng từng bước đi, cân nhắc cẩn thận để tránh những sai lầm không đáng có. Đặc biệt, nếu bạn đang có ý định mở rộng kinh doanh, đổi việc hay thực hiện các giao dịch lớn, hãy tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm, tránh để cảm xúc chi phối quá nhiều trong lúc đưa ra quyết định. Mặc dù sự nghiệp có khởi sắc, nhưng sức ép cũng sẽ gia tăng theo đó. Công việc dồn dập có thể khiến bạn cảm thấy áp lực và điều này đòi hỏi bạn cần cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Hãy biết cách thư giãn, không để căng thẳng kéo dài làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Tháng 10 năm 2024, tài lộc dồi dào, cơ hội đầu tư kinh doanh rộng mở. Bước sang tháng 10, vận trình tài lộc của bản mệnh sẽ bắt đầu có những dấu hiệu tích cực rõ rệt hơn. Đây là tháng mà tài lộc tăng cao, đặc biệt là đối với những ai đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư. Các cơ hội kiếm tiền hợp tác và mở rộng quy mô kinh doanh sẽ đến dồn dập. Tháng này hứa hẹn là thời điểm vàng để bản mệnh có thể gặt hái được thành quả tài chính đáng kể. Tuy nhiên cũng giống như trong tháng 9, bản mệnh cần phải biết cách tận dụng khéo léo những cơ hội này, không nên quá tham lam hay đầu tư vào các dự án mạo hiểm. Tháng 10 có thể mang đến rất nhiều lời mời gọi hợp tác, nhưng không phải cơ hội nào cũng thực sự tiềm năng. Đôi khi sự sáng suốt và kiên nhẫn trong việc chọn lọc cơ hội lại chính là chìa khóa giúp bạn tránh được những rủi ro không đáng có. Đặc biệt, nếu bạn đang có dự định thực hiện các kế hoạch tài chính lớn như mua nhà, đầu tư vào dự án dài hạn hoặc tham gia vào các thị trường tài chính, hãy cân nhắc kỹ lưỡng. Đây là tháng mang đến may mắn về tài chính, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi sự thận trọng trong cách quản lý dòng tiền. Tháng 11 năm 2024 gia đạo bình an, tình cảm gia đình ấm áp. Tháng 11 là thời điểm mà tuổi Tân Sửu có thể cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc từ gia đình. Đây là tháng mà vận trình về tình cảm gia đình của bản mệnh trở nên hài hòa hơn bao giờ hết. Nếu trong những tháng trước, công việc quá bận rộn khiến bạn ít có thời gian quan tâm đến gia đình, thì tháng này chính là thời điểm bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu. Gia đình sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và căng thẳng trong cuộc sống. Mối quan hệ vợ chồng, con cái trong tháng này cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Những xung đột nhỏ nhặt có thể được hóa giải và sự thông cảm, chia sẻ sẽ giúp gia đạo trở nên bình an hơn. Bản mệnh cần nhớ rằng, dù sự nghiệp và tài lộc quan trọng, nhưng hạnh phúc gia đình mới là nguồn động viên to lớn nhất. Không chỉ tình cảm gia đình khởi sắc, mà công việc trong tháng này cũng sẽ có những bước tiến tích cực. Những kế hoạch dài hạn bắt đầu mang lại kết quả tốt và đây cũng là tháng bạn có thể cân nhắc thực hiện những kế hoạch mới. Tuy nhiên, tháng này lại không thích hợp cho việc thực hiện những thay đổi lớn hay mạo hiểm trong công việc. Hãy tập trung hoàn thiện những công việc còn dang dở và giữ cho mọi thứ ổn định. Tháng 12 năm 2024 thành tựu đáng kể, nhưng cần chú ý bảo vệ sức khỏe và tài sản. Tháng cuối cùng của năm 2024 sẽ mang lại cho tuổi Tân Sửu những thành tựu đáng kể trong công việc cũng như tài chính. Đây là thời điểm mà những nỗ lực suốt cả năm sẽ được đền đáp. Bạn có thể nhận được các khoản thưởng, lợi nhuận từ các dự án hoặc được công nhận trong công việc. Bản mệnh sẽ cảm thấy hài lòng với những gì đã đạt được và đây cũng là thời điểm để bạn nhìn lại một năm đầy thử thách và thành công. Tuy nhiên, bên cạnh những niềm vui,
Tháng 12 cũng là thời điểm bạn cần chú ý đặc biệt đến sức khỏe và tài sản cá nhân. Sự bận rộn của cả năm có thể đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, và tháng 12 là lúc bạn nên ưu tiên việc chăm sóc bản thân. Đừng quá lao vào công việc mà bỏ quên việc nghỉ ngơi. Tái tạo năng lượng, một lối sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ và duy trì các thói quen tập thể dục sẽ giúp bạn giữ được sự cân bằng cả về thể chất lẫn tinh thần. Ngoài ra, đây cũng là tháng mà bản mệnh cần đề phòng những tổn thất tài sản, các giao dịch tài chính, đặc biệt là việc cho vay mượn tiền bạc cần được xử lý cẩn thận. Không nên vội vàng đầu tư vào các dự án rủi ro vào tháng này. Hãy giữ vững những gì bạn đã đạt được và chuẩn bị cho một năm mới với kế hoạch vững chắc hơn. Tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết từng phương diện trong 4 tháng cuối năm 2024. Trong 4 tháng cuối năm 2024, vận trình của tuổi Tân Sửu không chỉ được đánh giá tổng quan qua từng tháng, mà còn phải xem xét kỹ lưỡng theo từng phương diện quan trọng của cuộc sống như sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên. Đây là các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và thành công của bản mệnh. Chúng ta sẽ đi vào phân tích sâu từng khía cạnh để bản mệnh Tân Sửu có thể hiểu rõ và biết cách tận dụng tốt nhất thời cơ, đồng thời tránh xa những rủi ro không đáng có cụ thể. Về phương diện sự nghiệp. Về phương diện sự nghiệp, 4 tháng cuối năm 2024 là thời điểm Tân Sửu cảm nhận rõ những sự biến động lớn. Đây không chỉ là những thử thách mà còn là những cơ hội để bản mệnh thăng tiến nếu biết cách nắm bắt. Đặc biệt trong các tháng 9 và 10, sự nghiệp có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Khi các cơ hội mới xuất hiện, những dự án hoặc công việc trước đây gặp trở ngại có thể được khai thông, mang lại cơ hội để bản mệnh tiến xa hơn trong con đường công danh sự nghiệp. Tháng 9 là thời điểm bắt đầu cho những thay đổi tích cực. Tân Sửu có thể nhận được những lời mời hợp tác, những dự án lớn được đề xuất. Tuy nhiên, không nên quá vội vàng. Đây là thời điểm nhạy cảm. Nếu không cẩn trọng trong các quyết định, bản mệnh có thể gặp rủi ro hoặc đưa ra những quyết định sai lầm. Thay đổi vị trí công việc hoặc mở rộng quy mô kinh doanh là điều nên xem xét kỹ lưỡng. Dù cơ hội lớn nhưng cũng đầy thách thức, đòi hỏi sự tỉnh táo và phân tích cẩn thận. Sang tháng 10, sự nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, các kế hoạch từ tháng trước bắt đầu mang lại kết quả rõ ràng. Đây là lúc bản mệnh có thể cân nhắc việc đầu tư vào các dự án kinh doanh mới, nhưng vẫn nên thận trọng và không chủ quan. Việc điều hành các công việc kinh doanh, đặc biệt là mở rộng quy mô, cần có sự chuẩn bị kỹ càng về mặt nhân sự và tài chính để tránh tình trạng chạy theo lợi nhuận mà quên đi yếu tố an toàn. Về phương diện tài lộc. Về phương diện tài lộc, 4 tháng cuối năm hứa hẹn mang lại nhiều vận may tài chính cho tuổi Tân Sửu. Tháng 10 và tháng 12 đặc biệt được dự báo là những tháng tài lộc tăng trưởng mạnh mẽ nhất. Các cơ hội kiếm tiền, đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh đến dồn dập, tạo ra sự thịnh vượng và tài lộc dồi dào. Tháng 10 được coi là tháng vàng cho tài lộc, các nguồn thu nhập từ công việc chính và phụ đều có dấu hiệu tăng trưởng. Những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ có cơ hội ký kết những hợp đồng lớn hoặc mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, bản mệnh cần lưu ý rằng, thành công về tài chính không chỉ đến từ việc kiếm được nhiều tiền mà còn ở cách quản lý, duy trì và phát triển tài sản. Đây là lúc bản mệnh cần đầu tư vào các dự án an toàn, có khả năng sinh lợi cao, nhưng tuyệt đối tránh các khoản đầu tư mạo hiểm, đặc biệt là những lĩnh vực mà bạn chưa có nhiều kinh nghiệm. Tháng 12 tiếp tục mang lại nhiều tin vui về tài chính, các khoản thưởng, lợi nhuận từ các dự án kinh doanh trong suốt cả năm có thể đổ về. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý đến việc bảo vệ tài sản. Tháng cuối năm thường là lúc bản mệnh chi tiêu nhiều hơn cho gia đình, nhưng cần cân nhắc kỹ lưỡng để tránh việc tiêu xài quá đà, ảnh hưởng đến ngân sách chung. Về phương diện sức khỏe. Về phương diện sức khỏe, bản mệnh Tân Sửu cần đặc biệt chú ý trong các tháng 9 và 11. Công việc bận rộn và áp lực công việc tăng cao có thể khiến sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng. Đặc biệt là tháng 9 khi các dự án công việc đến dồn dập, nhiều khi bản mệnh sẽ phải làm việc liên tục mà không có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Điều này dẫn đến tình trạng căng thẳng, mệt mỏi và có thể ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Tháng 11 là thời điểm bản mệnh cần chú ý đến sức khỏe nhiều hơn nữa, công việc có thể nhẹ nhàng hơn, nhưng đây lại là giai đoạn cơ thể dễ bị suy yếu do thiếu chăm sóc trước đó. Bản mệnh cần chú ý đến việc nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và quan trọng nhất là phải duy trì thói quen tập thể dục thường xuyên. Một lối sống lành mạnh sẽ giúp bạn giữ vững được thể trạng tốt,
tạo tiền đề cho những thành công trong tương lai. Trong suốt 4 tháng cuối năm, bản mệnh nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, đừng để đến khi cơ thể có dấu hiệu bất thường mới chú ý. Ngoài ra, đừng bỏ qua việc điều hòa cảm xúc, cân bằng giữa công việc và cuộc sống để tránh căng thẳng kéo dài. Về phương diện tình duyên và gia đạo. Phương diện tình duyên và gia đạo trong 4 tháng cuối năm 2024 của bản mệnh Tân Sửu có nhiều điểm sáng. Gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trong công việc và cuộc sống. Tháng 11 và tháng 12 là những tháng mà gia đạo của bạn có nhiều ấm áp và hạnh phúc. Tháng 11 đặc biệt là thời điểm mà tình cảm gia đình trở nên gắn kết và hài hòa hơn bao giờ hết. Nếu trong những tháng trước, công việc quá bận rộn khiến bạn ít có thời gian dành cho gia đình, thì đây là lúc bản mệnh nên chú ý hơn đến các thành viên trong gia đình, đặc biệt là vợ chồng và con cái, dành thời gian bên gia đình, tổ chức những buổi gặp gỡ, cùng nhau chia sẻ niềm vui sẽ giúp gia đình bạn thêm gắn kết và ấm áp. Tình cảm vợ chồng trong giai đoạn này cũng có sự thăng hoa nhất định, những hiểu lầm nhỏ trước đây có thể được hóa giải và hai bạn sẽ cảm thấy thông cảm và thấu hiểu nhau hơn. Đây là lúc bản mệnh nên biết cách duy trì và chăm sóc tình cảm gia đình, vì gia đình không chỉ là nguồn động viên tinh thần mà còn là nguồn sức mạnh giúp bạn vượt qua những khó khăn trong sự nghiệp. Tháng 12 là thời điểm bạn có thể tổ chức những buổi họp mặt gia đình, chuẩn bị cho một năm mới ấm áp và hạnh phúc. Hãy tận dụng thời gian này để gắn kết và hàn gắn những mối quan hệ đã xa cách do công việc bận rộn. Bản mệnh cũng nên nhớ rằng, dù sự nghiệp có quan trọng đến đâu, hạnh phúc gia đình vẫn là yếu tố không thể thiếu để tạo nên một cuộc sống viên mãn. Cách hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc trong 4 tháng cuối năm 2024. Vận trình của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 tuy có nhiều cơ hội để phát triển, nhưng cũng chứa đựng không ít thách thức để hóa giải những vận hạn có thể xảy ra. Đồng thời kích hoạt tài lộc, bản mệnh cần áp dụng một số biện pháp phong thủy cũng như duy trì các thói quen tích cực trong cuộc sống. Cách hóa giải và kích hoạt này không chỉ giúp bản mệnh tránh được rủi ro mà còn mở rộng con đường tài lộc, mang đến sự thuận lợi trong sự nghiệp, gia đạo và sức khỏe. Vật phẩm phong thủy hợp mệnh để kích hoạt tài lộc. Đối với tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, bản mệnh thuộc mệnh thổ theo ngũ hành, theo nguyên lý tương sinh, tương khắc, mệnh thổ được nuôi dưỡng bởi mệnh quả, quả sinh thổ và tương khắc với mệnh mộc, mộc khắc thổ. Chính vì vậy, việc lựa chọn các vật phẩm phong thủy cần tuân theo nguyên tắc tương sinh, tương hợp để mang lại sự cân bằng và may mắn cho bản mệnh. Thạch anh vàng, tri chinh. Thạch anh vàng là loại đá phong thủy đặc biệt phù hợp với người mệnh thổ, với màu vàng đặc trưng của đất. Loại thạch anh này không chỉ mang lại sự ổn định mà còn có tác dụng kích hoạt tài lộc, giúp tăng cường năng lượng tích cực trong công việc và cuộc sống. Đặt thạch anh vàng trong phòng làm việc hoặc đeo vòng tay thạch anh vàng sẽ giúp bản mệnh thu hút tài lộc và giữ cho tâm trí luôn minh mẫn, sáng suốt trong những quyết định quan trọng. Đồng tiền xu cổ. Đặt đồng tiền xu cổ dưới gối hoặc trong két sắt cũng là một cách để kích hoạt vận may tài chính. Tiền xu là biểu tượng của sự giàu có và tài lộc trong phong thủy. Đặc biệt khi kết hợp với người mệnh thổ, nó sẽ mang đến sự ổn định, giúp duy trì và gia tăng các khoản thu nhập một cách bền vững. Đồng thời, bản mệnh có thể đeo dây chuyền có đồng tiền xu hoặc treo ở cửa chính để thu hút năng lượng tốt vào nhà. Tỳ hưu. Tỳ hưu là linh vật phong thủy nổi tiếng có khả năng thu hút tài lộc, tránh tà và hóa giải vận hạn. Đối với tuổi Tân Sửu, việc đặt một tượng tỳ hưu ở nơi làm việc hoặc trong phòng khách sẽ giúp thu hút tài lộc và bảo vệ tài sản. Tỳ hưu đặc biệt hợp với người mệnh thổ khi được làm từ đá thạch anh, đá mắt hổ hoặc ngọc thạch, những loại đá có màu sắc phù hợp với bản mệnh. Ngoài việc thu hút tài lộc, tỳ hưu còn có tác dụng hóa giải các vận hạn trong cuộc sống, giúp bản mệnh tránh xa những điều xui rủi. Các nghi lễ phong thủy giúp hóa giải vận hạn cho cô bác tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Trong 4 tháng cuối năm, tháng 9 và tháng 11 là thời điểm bản mệnh có thể đối diện với một số khó khăn, thách thức trong công việc và sức khỏe để hóa giải những vận hạn này. Bản mệnh có thể thực hiện một số nghi lễ phong thủy đơn giản nhưng hiệu quả, nhằm tạo ra năng lượng tích cực, giúp loại bỏ những trở ngại và rủi ro. Xông nhà với thảo mộc. Xông nhà là một phương pháp truyền thống trong phong thủy để loại bỏ năng lượng tiêu cực, thu hút năng lượng mới, sạch sẽ và tích cực vào không gian sống. Bản mệnh có thể sử dụng các loại thảo mộc như trầm hương,
nhang quế hoặc lá xá để xông nhà vào đầu tháng 9 và tháng 11. Việc này không chỉ giúp không gian sống trở nên thanh khiết mà còn mang lại sự bình an cho gia đình, hóa giải vận hạn và thu hút tài lộc. Thắp hương cầu bình an. Vào mỗi đầu tháng, đặc biệt là trong tháng 9 và tháng 11, bản mệnh nên thực hiện nghi thức thắp hương để cầu bình an và xua đuổi những điều không may. Thắp hương tại bàn thờ gia tiên hoặc tại đền chùa giúp kết nối với tổ tiên, thần linh, nhờ họ bảo hộ cho gia đình và hóa giải những điều không tốt lành. Điều quan trọng là khi thắp hương, bản mệnh nên giữ tâm trí thanh tịnh, tập trung cầu nguyện những điều tốt đẹp cho gia đình và bản thân. Bày trí thêm cây phong thủy. Đặt một vài loại cây phong thủy hợp với mệnh thổ như cây sen đá, cây trầu bà hoặc cây lưỡi hổ trong nhà hoặc nơi làm việc sẽ giúp cân bằng và tăng cường năng lượng tốt. Những loại cây này không chỉ mang lại may mắn mà còn giúp thanh lọc không khí, tạo cảm giác thư giãn, giảm căng thẳng trong cuộc sống. Tích đức, làm việc thiện để hóa giải vận hạn. Trong phong thủy, ngoài việc sử dụng các vật phẩm và thực hiện nghi lễ, một trong những cách hiệu quả nhất để hóa giải vận hạn là tích đức, làm việc thiện. Bản mệnh nên nhớ rằng gieo nhân nào gặt quả nấy. Việc làm thiện giúp đỡ người khác không chỉ giúp bản thân bản mệnh tích lũy phước đức, mà còn là cách hóa giải những điều không may xảy ra trong cuộc sống. Làm việc thiện. Đối với tuổi Tân Sửu, việc tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người khó khăn hoặc đóng góp cho cộng đồng không chỉ là hành động cao cả, mà còn là cách để hóa giải vận hạn. Mỗi lần bản mệnh làm việc tốt, năng lượng tiêu cực xung quanh sẽ giảm đi, thay vào đó là sự cân bằng và thuận lợi trong cuộc sống. Làm việc thiện vào những tháng quan trọng như tháng 9 và tháng 11 sẽ giúp giảm bớt vận hạn và tạo thêm phước lành cho gia đình. Giúp đỡ người khác. Ngoài việc làm từ thiện, việc giúp đỡ những người xung quanh mình trong cuộc sống hàng ngày cũng là một cách tích đức. Đôi khi chỉ những hành động nhỏ như giúp đỡ một người bạn gặp khó khăn hoặc hỗ trợ được đồng nghiệp trong công việc cũng có thể tạo ra những tác động tích cực trong vận trình của bản mệnh. Cách hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc không chỉ đơn thuần dựa vào việc sử dụng các vật phẩm phong thủy, mà còn liên quan đến việc duy trì tâm lý tích cực, thực hiện các nghi lễ cần thiết và đặc biệt là làm việc thiện để tích đức. Với bản mệnh Tân Sửu sinh năm 1961, việc sử dụng thạch anh vàng, tỳ hưu, tiền xu và các nghi thức xông nhà, thắp hương sẽ giúp hóa giải các vận hạn trong tháng 9 và tháng 11. Đồng thời, hãy luôn nhớ rằng sự giàu có và may mắn đến từ tâm đức của mỗi người. Vì vậy, hãy biết chia sẻ và giúp đỡ người khác để tạo thêm phước lành cho mình. Những điều cần tránh trong 4 tháng cuối năm. Trong 4 tháng cuối năm 2024, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 cần chú ý không chỉ đến những cơ hội mà còn phải cẩn thận tránh những sai lầm tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến vận trình của mình. Dưới đây là những yếu tố mà bản mệnh cần đặc biệt lưu ý để bảo vệ vận may, tài lộc và giữ được sự bình yên trong cuộc sống. 1. Sai lầm trong đầu tư, tránh các dự án mạo hiểm, không rõ ràng về pháp lý. Trong giai đoạn cuối năm, đặc biệt là tháng 9 và tháng 10, tài lộc của tuổi Tân Sửu có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ. Điều này dẫn đến việc bản mệnh dễ bị cuốn vào các cơ hội đầu tư và kinh doanh mới, mặc dù những tháng này mang lại nhiều vận may tài chính. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng mọi cơ hội đều an toàn và mang lại lợi nhuận. Bản mệnh nên tránh các dự án đầu tư mạo hiểm, đặc biệt là những dự án thiếu rõ ràng về mặt pháp lý. Những lời mời hợp tác hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng không được kiểm chứng kỹ lưỡng có thể tiềm ẩn rủi ro lớn. Đây là thời điểm dễ có những cám dỗ về lợi nhuận nhanh chóng, nhưng chính điều này có thể dẫn đến thất bại và thua lỗ. Đặc biệt, tránh tham gia vào các khoản đầu tư chưa được nghiên cứu kỹ hoặc những lĩnh vực mà bản thân bản mệnh không có nhiều kinh nghiệm. Đầu tư vào bất động sản, chứng khoán hoặc kinh doanh mới cần phải cẩn trọng, tìm hiểu kỹ các quy định pháp lý liên quan và tránh xa các giao dịch có tính rủi ro cao. Nếu bạn nhận thấy có dấu hiệu không ổn định trong các dự án đầu tư, tốt hơn hết là nên dừng lại, tránh tham lợi nhỏ mà mất lớn. Dù vận may về tài lộc có dồi dào, nhưng sự cẩn thận luôn là điều cần thiết để bảo toàn tài sản và tránh những sai lầm không đáng có. 2. Xung đột gia đình, tránh để áp lực công việc ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình, đặc biệt vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 là thời điểm mà vận trình tình cảm gia đình của bản mệnh có dấu hiệu khởi sắc, nhưng đồng thời cũng là giai đoạn dễ xảy ra căng thẳng và xung đột trong gia đạo nếu không biết cách điều tiết. Trong những tháng cuối năm, công việc có thể mang lại nhiều áp lực, khiến bạn dễ dàng bị cuốn vào guồng quay công việc mà quên mất việc chăm lo cho gia đình.
Sự mệt mỏi và căng thẳng có thể khiến bản mệnh trở nên dễ nổi nóng, thiếu kiên nhẫn với những người thân yêu. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong tháng 11. Khi các mối quan hệ gia đình cần được củng cố, gắn kết, xung đột nhỏ có thể nhanh chóng leo thang nếu không được giải quyết kịp thời và dễ khiến bầu không khí trong gia đình trở nên căng thẳng. Để tránh tình trạng này, bản mệnh cần học cách quản lý cảm xúc và không để công việc ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, cùng gia đình tham gia các hoạt động thư giãn như đi du lịch ngắn ngày hoặc đơn giản là ngồi lại trò chuyện, chia sẻ những khó khăn. Gia đình là nơi nạp năng lượng, giúp bạn cân bằng cuộc sống, vì vậy, không nên để những áp lực bên ngoài làm tổn thương tình cảm bên trong. 3. Lối sống thiếu khoa học, tránh căng thẳng kéo dài, thức khuya và không chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe. Công việc dồn dập và áp lực tăng cao vào những tháng cuối năm có thể khiến bản mệnh dễ bị cuốn vào một lối sống thiếu khoa học, đặc biệt là việc thức khuya và làm việc quá sức. Điều này có thể dẫn đến tình trạng kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, ảnh hưởng đến hiệu suất công việc và thậm chí gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Tháng 9 và tháng 11 là hai thời điểm mà bản mệnh cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe. Việc căng thẳng kéo dài có thể dẫn đến mất ngủ, mệt mỏi và suy giảm hệ miễn dịch. Thức khuya để hoàn thành công việc hay giải quyết những vấn đề chưa xong sẽ không mang lại kết quả tốt nếu như sức khỏe không được duy trì. Để tránh những vấn đề này, bản mệnh cần duy trì một lối sống lành mạnh. Hãy sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, không để công việc lấn át thời gian nghỉ ngơi. Đặc biệt, việc duy trì thói quen tập thể dục đều đặn và ăn uống đủ dinh dưỡng sẽ giúp cơ thể bạn luôn ở trạng thái tốt nhất. Ngoài ra, việc giảm căng thẳng qua thiền định, yoga hoặc các hoạt động giải trí như đọc sách, nghe nhạc cũng rất quan trọng trong việc giữ gìn sức khỏe tinh thần. Tháng 12 là tháng cuối cùng của năm, là lúc mà bản mệnh cần chú ý hơn cả về việc nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng. Đây là thời điểm tốt để bạn nhìn lại những thành tựu đã đạt được, dành thời gian cho bản thân và gia đình để bước vào năm mới với tinh thần sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Thưa quý vị, lời Phật dạy về thị phi, không tranh cãi là cách giải quyết nhanh nhất. 1. Thị phi trên đời là gì? Lời Phật dạy về thị phi, muộn phiền trong cuộc sống đều là căn nguyên gây nên những điều đau khổ, thì tức là đúng, phi tức là sai. Hai chữ này đi với nhau ý muốn nói, những chuyện trên đời này qua miệng lưỡi thế gian bỗng trở nên khó phân biệt đúng sai. Thị phi cũng giống như hai màu đen và trắng, cảm xúc ghét và thương, chúng là những mảng đối lập nhau nhưng lại chẳng thể tách rời, chúng khiến cuộc đời vốn đầy dẫy phức tạp càng trở nên phức tạp hơn nữa. Đối mặt với thị phi, có người lựa chọn biện bạch, có người lựa chọn yên lặng, có người chọn ôm đồm, cũng có người chọn né tránh. Chẳng ai thích chuyện thị phi, nhưng cũng chẳng ai thoát được thị phi. Chúng được ví như gió bụi, không khí ở hư không, chẳng hề nhìn thấy được, nhưng luôn tồn tại song song với con người. 2. Thị phi đều do lắm lời mà ra. Con người thường thích than phiền, chỉ trích và phê phán người khác. Đây là một loại bệnh nan y cần phải trị lập tức. Đừng nhìn đời bằng ga màu loang lổ cảm xúc của chính mình. Biện pháp chữa bệnh duy nhất là không sân si, không hơn thua, không chê bai, không trách móc. Nếu muốn phê bình người khác thì phải chỉ rõ thế nào là đúng, thế nào là sai. Đối mặt với mọi chuyện trong cuộc sống, ta phải học được cách không tranh cãi cho bằng được. Có câu bệnh vào từ miệng, họa ra từ miệng. Câu này nghĩa là tham ăn và thích buôn chuyện chính là thói quen xấu của con người, làm ảnh hưởng tới sức khỏe về sinh lý và gây nên sự tranh chấp giữa người với người. Đừng để hạnh phúc bị chi phối bởi miệng lưỡi thế gian. Người thông minh hiểu được rằng sự thật thắng mọi lời biện giải, mọi việc chỉ cần có bằng chứng chứng minh cụ thể, không cần dài dòng nhiều lời tốn sức. Kiểm soát phát tốt miệng lưỡi của bản thân, đừng vì sự sảng khoái nhất thời mà có một nói thành ba, đâm chọc làm tổn thương người khác. Lời Phật dạy về thị phi rằng mọi chuyện trên đời đều đến từ lắm lời, muộn phiền sinh ra chỉ vì xen vào chuyện của người khác. Làm việc cẩn thận, nói năng thận trọng, nhiều lời vô ích, không bàn chuyện thị phi, không nói xấu đặt điều người khác, tất nhiên sẽ có thể hóa địch thành bạn. 3. Không tranh cãi là cách giải quyết thị phi nhanh nhất. Từ nhỏ, chúng ta vẫn có thói quen suy nghĩ xem một việc là đúng hay sai, vì đúng sai mà tranh luận không ngừng, thậm chí xảy ra cãi giả và phải cãi tới khi nào thắng mới chịu bỏ qua. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Con người luôn tự làm khổ bản thân chỉ vì những chuyện thị phi đúng sai đó, đến nỗi khiến bản thân không biết phải làm sao, đánh mất năng lực phán đoán của mình. Cửa Phật có một câu rằng không tranh cãi là cách giải quyết thị phi nhanh nhất.
không tranh cãi ở đây không phải không cãi lại được, mà là giữ được sự bình tĩnh, an ổn ở trong lòng. Tâm trí của chúng ta phải dành cho những đối tượng mà bản thân ngưỡng mộ và biết ơn, chứ không phải những người lúc nào cũng muốn tổn thương chúng ta. Khi ta không còn sợ hãi những tổn thương mà người khác gây ra, tức là ta đã tìm được cách để giải thoát. Ai cũng đều sống với quan điểm và nhận thức riêng, muốn được người khác thấu hiểu là một chuyện rất khó. Nếu đã không thể giải thích rõ chi bằng hãy bỏ qua. Không tranh cãi là trí tuệ cao siêu của cửa Phật. Vì sao? Bởi sự thật và chân lý vốn không hề vì những lời tranh cãi, biện giải mà thay đổi khác đi. Không tranh cãi chính là phương pháp, cũng là cảnh giới tinh túy trong lời Phật dạy về thị phi. Bị người khác phê bình thật ra cũng là một chuyện tốt. Những lời chê trách đó sẽ giúp bạn nhận ra những thiếu sót để ngày càng tiến bộ hơn. Vì vậy, hãy cảm ơn người phê bình bạn. Mỗi ngày hãy tự kiểm điểm bản thân. Cho dù là đối mặt với tình huống bản thân chịu oan uổng hay những lời đồn vô căn cứ về mình, hãy dùng thái độ không tranh cãi để đối mặt với thị phi. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua những dự đoán chi tiết về vận mệnh của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong 4 tháng cuối năm 2024. Như các bạn đã thấy, giai đoạn này hứa hẹn mang đến rất nhiều cơ hội quý giá, từ sự nghiệp khởi sắc, tài lộc dồi dào cho đến gia đạo ấm êm. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng không thiếu những thử thách và rủi ro mà bản mệnh cần lưu ý, đặc biệt là những quyết định liên quan đến công việc và đầu tư. Điều quan trọng là bản mệnh cần phải hành động thông minh, tỉnh táo trong mọi tình huống, tận dụng tối đa những cơ hội đến với mình, nhưng đồng thời cũng biết cách tránh xa những rủi ro không cần thiết. Sự khéo léo, thận trọng trong việc quản lý tài chính và cân bằng giữa công việc với cuộc sống gia đình sẽ giúp bản mệnh không chỉ vượt qua khó khăn mà còn đạt được thành công bền vững. Nếu các bạn thấy video hữu ích, đừng quên nhấn like và chia sẻ cho bạn bè, người thân để cùng nhau hiểu rõ hơn về tử vi trong những tháng cuối năm. Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận để chúng tôi có thể giải đáp mọi thắc mắc và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin tử vi phong thủy quan trọng trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn luôn gặp nhiều may mắn và thành công.